Ok anh em, chiều nay Khải có bánh đi bốn trận anh em ơi. Chiều nay thì cũng như mọi hôm thôi, buổi trưa thì Khải không có live stream được. Thì anh em xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Chiều nay thì có bánh đi bốn trận hả? Vô, trận đầu tiên. Quên đánh anh em ơi. Thêm 4 trận là lên tập 4. Đây, nhập con luôn, ngon quá. Con luôn grab. Ok. Anh nhầm anh em ơi. Luôn mà nó có bung 12 ít đó nên là nó không có chết được, mình phải hết thời gian rồi. Ok, trong tiên khá thành công. cố gắng tiếp tục đợi trận 2 nha anh em ơi. Anh em đừng quên đỡ lại Khải một like chia sẻ anh em ơi. Nếu mà chưa này Khải thắng luôn 4 trận thì Khải sẽ lên tập 4 nha anh em. Khải sẽ lên tập 4 nha. Đây, cho anh em xem. 5 trận nữa, cố gắng chiều nay thắng 4 trận là lên tập 4. Cố gắng nào. Ok, tiếp trận thứ 2 anh em ơi. Trận thứ 2 trong buổi trưa. Cố gắng hết sức có thể. Win 4 trận sẽ lên tập 4 nha anh em. Win 4 trận sẽ lên tập 4 trong buổi trưa hôm nay. Thiên vương kích à? Ai vậy? Bốc má. Thiên vương kích thiệt này mà. Ôi, đủ má hơn quá. Thôi, thiên kích mà không có hồn kiếm mừng phái á, nên cũng không sợ lắm. Nhưng mà lỡ bị nó thọ lại độc tử hôm nào cũng hay á. Giống không? Phòng thủ có 75 thôi, không được cộng 1 nữa. Ok, làm trận thứ 3 anh em ơi. Trận này trận thứ 3 của trưa rồi, cố gắng nào. Quen, cố lên. Trận thứ 3 này. Luôn. Ok. Nhanh lúc vào. Ok. Đẹp này.
thứ ba quên nhà anh em. Ok, anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ anh em ơi. Thắng một trận đã lên top 4 anh em ơi. Thắng một trận lên top 4 tại 387 rồi, 387 rồi. Rồi hiện tại top 4 là 399. À, thắng một trận nữa sẽ lên top 4. À, gặp Nga My. Ok. Tắt chìm. Sao? À, gặp Nga My. Ok. Tắt chìm. Sao? Anh còn chặn đấy đó nói. Để anh đủ cơ thời gian mà. Đâu có gì đâu. Anh nghe mây giờ này mà, nghe mây này thắng miết mà. Còn cá bướm anh tăng kia. Anh tắt không lâu rồi. Đâu, thời gian anh kìa. Bây giờ sao không thời gian hả em? Anh được bao nhiêu giây là thời gian? Anh được bao nhiêu trận là thời gian? 48 trận rồi, thắng được. Sống đi. Anh chết rồi. À, này đánh